đó như thế nào mà bắt buộc chúng ta lật cánh sang phía Tây? Thì tôi nói cho nó có ngón mày tiếp vào. Chúng hôm nay ngày 5 tháng 5, chúng ta đang chuẩn bị kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Phủ, lừng lẫy Nam Châu, thất bại Đế Cầu. Thế và kết thúc vào ngày 7 tháng 5, 1954, quân ta tổng công kích. Thế và tướng De Castri chỉ huy lực lượng Vinh Pháp, anh Vinh ấy, là chưa tay đầu hàng. Đầu hàng đây là Pháp thua trận sau 9 năm kháng chiến. Thế và nó cũng biểu hiện như là cái sự sụp đổ của chủ nghĩa thực dân thời cũ suốt 400 năm. Nó mở ra một cái giai đoạn mới, cái phong trào giải phóng dân tộc của các nước thuộc địa khắp các cái châu lục, châu Á, châu Phi, tôi nghĩ là cái đặc biệt là châu Phi. Đấy là một cái ý nghĩa rất to lớn của cái chiến thắng Điện Biên Phủ. Thế và theo mùng 7 tháng 5 thì chiến thắng, thì tháng 7 năm 54 là hiệp định Dương Nguyên ký kết. Thì trong đó là nước ta tạm thời chia làm hai miền. Đây cái thứ 17 làm cái thứ tạm thời tất cả hai miền. Và cái tháng 7 năm 56 là tổng tuyển cử thống nhất đất nước. Thế nhưng mà âm mưu của Mỹ thì muốn nhảy vào can thiệp xâm lược miền Nam Việt Nam, thì Mỹ đã đưa Ngô Đình Diệm từ Mỹ về. Thế và khi năm 45 chúng ta giành chính quyền, thì năm 46 là Pháp quay trở lại xâm lược lần thứ hai. Và khi xâm lược ta thì Pháp đã lập nên một cái chính quyền bổ nhiệm gọi là Việt Nam, quốc gia Việt Nam, giữ bảo đại là quốc trưởng, thật ra một cái chính quyền tay sai của Pháp. Thì khi mà chia cắt hai miền ấy, thì Việt Nam là do quốc gia Việt Nam quản lý, và đang là quốc trưởng. Thì Mỹ âm mưu của Mỹ là Ngô Đình Diệm từ bên Mỹ về làm thủ tướng cho Bảo Đại. Và sau đó thì Mỹ đã tạo một điều kiện rồi là giúp Ngô Đình Diệm lật đổ Bảo Đại, đổi cái Việt Nam quốc gia Việt Nam thành Việt Nam Cộng Hòa, và Ngô Đình Diệm hất cản Bảo Đại lên làm tổng thống tứ xứ. Và bắt đầu tiến hành cái chiến dịch là hết sức là thảm bại, đàn áp cách mạng Việt Nam. Ngô Đình Diệm thôi xóa bỏ tổ chức cử lớp xuống cái thảm bắc tiến, để đưa ra cái luật 10 tháng 9, đưa mấy chém đi khắp Việt Nam để mà chém giết cán bộ đảng viên cũng là bao nước của chúng ta. Mấy chục bạn là người đã bị Ngô Đình Diệm giết trong thời kỳ Ngô Đình Diệm cầm quyền. Trước tình hình ấy thì chúng ta có chủ trương ấy, đảng ta có chủ trương là phải vẫn kiên trì đấu tranh hòa bình bằng bầu cử. Nhưng mà Mỹ Diệm thì nó phá bỏ. Trong khi đó các nước theo chủ nghĩa các đảng cộng sản thì vẫn là khuyên chúng ta nên đấu tranh hòa bình trong tiến cử. Nhưng mà do đàn áp nó tàn sát nhân dân, làm cho phong trào cách mạng Việt Nam nó dìm Việt Nam trong biển máu. Nếu không đấu tranh thì cái cách Việt Nam là tan vỡ hết. Đấy là những cái đồng chí mà đã được Trung ương cử hết Việt Nam làm lại trong Nam báo cáo ra với Bác Hồ với Trung ương. Thì sau đó thì đảng ta đã có nghị quyết Trung ương 15 lần thứ nhất là họp biểu quyết, nhưng mà cũng chưa thống nhất được đối với vũ trang. Lần thứ hai từ ngày 12 đến 2 tháng 1 năm 1959 tại Đồ Sơn Hải Phòng, thì Trung đảng họp lần thứ hai nghị quyết vào 12 lần thứ hai mới thống nhất đấu tranh chính trị và khởi nghĩa vũ trang. Thế thì muốn khởi nghĩa vũ trang thì chúng ta phải có cái vũ khí đoàn Việt Nam. Thì bắt đầu thành lập cái đoàn công tác quân sự đặc biệt vào ngày 19 tháng 5 năm 59, thì đã Bác Hồ Trung ương có quyết định thành lập cái đoàn này. Thì do đó nên tên là đoàn 559, tức là tháng 5 năm 59, tên là 59. Thì đoàn 59 thì đã bắt đầu mở đường Trường Sơn từ khe hó đoàn hành quân vào. Toàn bộ những người cái đoàn 59 này do đồng chí Võ Bẩm thượng tá làm đoàn trưởng, rồi lấy cái cán bộ chiến sĩ của cái sư đoàn 305 của quân khu 5 ra tập kết miền Bắc ở Phú Thọ, tôi phải cho một người miền Nam để vào trong đó để mà làm nhiệm vụ này. Thì bây giờ tức là các nước sau chủ nghĩa là không ủng hộ chúng ta đâu, trên quân sai trên chúng ta phải tướng lĩnh vực, thì chưa giao cho nhiệm vụ là tướng lĩnh vực ở trong nhà đi không giấu, nó không có nó không tiếng, và không được để rơi vào tay địch bất cứ thứ gì, kể cả một thuốc lá. Và đi là phải đi hoàn toàn đường mới, không đi đường ngoài. Đấy. Thì đóng quân lại kho cái lên rồi giải quân vào trong. Và chúng ta đưa được một số vũ khí vào trong đó. Vũ khí yêu cầu của Trung ương ấy là phải lấy vũ khí của Pháp,
xuống ống của Pháp hết, tất cả bản đồ ống nhòm cái bàn của Pháp hết, và của các nước sở hữu bên chợ là phải xóa hết luôn. Thì và khi nó bắt được ấy, là coi như của Pháp chứ không phải mình bắt được bản. Ý vậy như vậy. Nhưng mà sau 2 năm, năm 1960 thì 61 bị lộ, bị lộ. Bị lộ thì bắt đầu tổ chức càn quét ra toàn bộ dọc 29 nó càn quét ra và chúng ta không phải được nữa. Buộc chúng ta phải rút quân ra ngoài thì làm nước Quảng Bình củng cố lại. Thế và đồng chí Võ Bẩn ra mắt gặp đồng chí Lê Duẩn. Như thứ nhất báo cáo tỉnh khó khăn, đồng chí Lê Duẩn có nói thế này: thử xem có cách nào khác không. Thế thì đồng chí Võ Bẩn mới tổ chức một cái đoàn của cái đoàn 559 ấy, vượt Trường Sơn sang Lào để khảo sát. Đấy. Khi sang Lào thấy tình hình địa bàn bên Lào nó có đầy rừng Trường Sơn thoải hơn, đỡ rất hơn bên này. Và bên ấy thì nó lại không đương địch này, Việt Nam là thằng Ngụy nó quản hết, mà nó quản cách rất là dữ đi được. Nhưng bên Lào ấy, thì nó có bên nó có ba phái nhưng mà thuận lợi hơn. Thì sau đó đồng chí có bẩm về báo cáo đồng chí Lê Duẩn, đồng chí Lê Duẩn đã giao cho đồng chí Trần Đăng Trung là bí thư khu ủy khu năm nghe báo cáo, xong thì trôi ra cho đồng chí Trần Đăng Trung ấy là phải làm việc với đảng nhân thảm bại đấy, đề nghị cho Việt Nam mở đường Trường Sơn như thế nào. Đảng bạn đồng ý, đấy là cái thắng lợi rất là lớn, và tức là từ chỗ chúng ta ở phía đông mà nó ngăn chặn không vào được, chúng ta chuyển sang tây thì chủ trương của đảng ta được bắt là đồng ý, đảng bạn đồng ý, tức là cho chúng ta lật cánh sang tây Trường Sơn lấy nước nào để chi viện cho cánh miền Nam. Thì khi lật cánh sang ấy, thì bây giờ trên cái tây Trường Sơn nó vẫn là cái vùng mà nó có thực ra mà hiệp định 554 cái đấy thôi, thì Lào chỉ có hai tỉnh giải phóng thôi, Sầm Đưa và Hoàng Sa Liệt tập kết cái quân đội phái cho Lào, còn toàn bộ là của phái Hữu đấy. 13 tỉnh thì có hai tỉnh của ta, nhưng mà tỉnh của nó thì suốt từ xương khoảng cái miền Trung cho xuống làm nào của nó của phái Hữu. Anh muốn mở đường trắng là phải giải phóng, để liên quân nào để ta tổ chức các chiến dịch đánh địch giải phóng cánh đồng Trung Sơn khoảng cho suốt tới tức là Buôn Đi Khăm Say, thì nó có một trận chiến làm sao rất là lớn, rồi tới Khăm Muộn, tới Savanakhet, Saravan, Atoker, Sekong, bây giờ gọi là Sekong, mình sẽ thắng được một loạt các cái tỉnh dọc biên giới 7 tỉnh năm nào, là chúng ta phải giải phóng địa bàn, mình không giải phóng hết được, mình phóng một cái phía ở phía tây của bán Lào, nó tạo một cái hành lang để người được Trường Sơn. Đấy. Thì như vậy là khi giải phóng xong thì năm 61 chúng ta bắt được quân sang. Ngày 16 tháng 4 năm 61 thì chúng ta 14 tháng 4 16 tháng 4 61 thì chúng ta bắt được lật cánh trên tây Trường Sơn. Và ngày 16 tháng 4 cũng là ngày kỷ niệm lật cánh của đường Trường Sơn sang phía tây. Thì ban đầu chúng ta lật cánh sang là chúng ta làm đường giao liên thôi, đi bộ thôi. Đấy, vẫn chuyển dần. Rồi sau đó thì chúng ta mở cái đường giao liên sang, chúng ta là 20, một chục đi sát biên giới, một chục đi sang phía tây một chút. Đấy, tây một chút để cho nó an toàn. Như vậy bây giờ chúng ta mở 30, phía đông không chục rồi, đang củng cố phía tây 20, 30 giao liên. Rồi sau đó thì dùng cả cái voi để thổ hàng, nhưng voi thổ không hiệu quả thôi. Và đến năm 62 thì bắt đầu chúng ta đưa xe thổ sang. Tức là khi chở hàng bằng bùn cánh này nó rất khó khăn. Thì chúng ta rất kinh nghiệm Điện Biên mà chúng ta cùng mấy chục nghìn xe đạp thổ thì bắt đầu đưa cái kinh nghiệm Điện Biên vào đây làm xe thổ. Thì mở đường thổ tới Trường Sơn. Thì năm 62 bắt đầu. Thì bắt đầu chúng ta đưa vào là 750 xe đạp thổ, đợt hai là 400, đưa vào tây thì 1.150 xe đạp thổ đến ra thổ hàng. Thì đường đây nó cũng phức tạp, có chỗ thì thổ được, có chỗ là dốc ngồi gánh qua, nhưng xe thổ tây Trường Sơn cũng không phải đi một tuyến suốt từ đầu cuối, mà từng đoạn xe thổ thì có đoạn phải dốc ngồi gánh qua để thổ tiếp, thì nó tạo ra cái đường thổ. Đấy. Đường thổ dùng đến năm 64 là khi mà nó yêu cầu cao lên. Thì năm 61 thì chúng ta đã mở cái đường ô tô không phải do Trường Sơn mở mà do quân khu 4 và bộ giao thông vận tải mở cái đường 159, tức là từ đường 12 bên Lào đối với đường 9 bên Lào thì gọi là 129 thì đã vận chuyển vào đến đường 9 rồi, nhưng mà từ đường 9 trở vào là chưa có ô tô, mà chính đường 9 trở vào trong ấy là tới tận hết nước Lào
sang miền Nam Việt Nam thì nó mới quan trọng đấy. Thì năm số tư bắt đầu đấy, tức là đường cái trung đoàn công binh cầu đường của bộ, tức là công binh, tức là trung đoàn 98 vào gọi là mở được thống nhất đấy, thì chúng ta bắt đầu mở cái đường ô tô đô ra. Rồi sau đó là bộ tư lệnh công binh thì đã được bộ điều vào Trường Sơn là tất cả 11 trung đoàn công binh để chúng ta mở đường Trường Sơn đường ô tô. Thế mà đường ô tô thì phát triển thành một cái mạng dọc suốt, tức là các cái tỉnh Nam Lào, 7 tỉnh Nam Lào và vươn sang 4 tỉnh Đông Bắc Campuchia. Như vậy đường Trường Sơn ấy là sau này khi hoàn thiện thì nó có 11 tỉnh Việt Nam đấy, 7 tỉnh Nam Lào và 4 tỉnh Đông Bắc Campuchia, một cái chiến trường Trường Sơn trên cái địa bàn ba nước đông dương. Đường ô tô là cơ bản phải không, nó có các cái trục dọc rồi các trục ngang đấy, tạo thành một hệ thống. Ở Việt Nam ấy, chúng ta phải chở hàng vào cái khu vực Hà Tĩnh, Quảng Bình, Ninh Bình hay tập kết, rồi mở các cái đường ngang vượt Trường Sơn sang Lào đấy, bằng các đường ngang, có năm đường ngang bắt đầu chín sang Lào, anh mới chạy dọc Trường Sơn vào phía cho tới miền Nam Việt Nam. Rồi giao vào thì anh phải có các đường ngang ấy, vượt Trường Sơn sang miền Nam Việt Nam, chỉ viện cho các chiến trường Chí Thiên hay rồi Tây Nguyên đấy, có 50 trục ngang nữa, tổng số chúng ta là có 50 trục dọc. Sau này hoàn thiện thì bên Việt Nam có 1 trục thôi, bên Lào 4 trục, 11 trục ngang đấy, thì đường chính là trục 2 chiều, bắc đường chính là có 50 trục từ Việt Nam sang, nam đường chính có 50 trục từ Lào sang, thành một cái mạng đường nó kết nối với nhau trên địa bàn ba nước Nam Đông Dương ba nước. Thế và tổng chiều dài của cái đường ô tô là 21.000 cây số, chúng ta làm mới là 15.700 km, rất là lớn. Mà Mỹ coi cái đường Trường Sơn là như chất lượng quái, đầu tiên là nó có 1-2 chỗ đánh chắc vào, chúng ta làm nhiều trụ dọc các đường ngang cắt rồi chúng ta vào chỗ khác, có thể hệ thống đường rất là lớn. Đây là cái đường mà tất cả các cái đường này phần lớn như thế nào, trước năm 73 hoàn toàn chạy bên nào, còn sau năm 73 Mỹ gửi đến con thì chúng ta mới mở cái tuyến đường Trường Sơn. Thế là 50 dọc chỉ 40 bên nào đấy, ác liệt nhất trong chiến tranh là Việt Nam. Còn cái trục biên đông Trường Sơn ấy thì sau năm 73 ngừng đến bom thì ta mới mở trục dọc được. Đấy. Thế mà các trục ngang thì phần lớn để làm hết, làm hết đó, tạo thành. Thế toàn bộ cái địa bàn của Nam Lào 7 tỉnh ấy là chúng ta mở đường rất là lớn, đường thứ chủ yếu 7 tỉnh Nam Lào. Còn Đông Bắc Campuchia nó có ít thôi. Còn phía Việt Nam thì sau này hòa bình chúng ta, tức là chúng ta chỉ vào cái đường chín. Cái phần đường chín vừa vào là chúng ta bây giờ chưa có điều kiện, thì nó còn đang là nguyên như là đường sắt phải không? Sau này chúng ta mở được số đoạn thôi, chứ còn nó chưa thành cái tuyến liên tục. Đấy. Cái đường sông nó khó khăn, nó đánh phá như vậy, chúng ta phải mở đường sông để chạy. Thì đường sông chủ yếu cũng được làm. Đấy. Còn bên Việt Nam thì sau này cái chiến dịch thì thành cổ thì mới có đường sông, còn bên nào nó có phía bắc đường chín là có sông Sipan, Sipol, Sipan Hien, Sina Nung, Sika Má, Sikong. Thì cái Trường Sơn nó đỉnh nó cao này, thì nó chảy sông sang phía tây, nó chéo tây nam này, thì mình dùng đường sông vào Lào 500 cây số đường sông, chúng ta phá thác 436 km, cô mình phải phá thác bằng đường sông, dùng thuyền anh có thể anh chở bằng nữa là chở tay chở máy, thì có chỗ tức là chúng ta phải mà đánh phá gì đấy là phải thả hàng trôi sông cho bao trong dưới kia, tức là anh dùng lưới thăng lại. Thế còn cái sông Trinh Công là chúng ta phải chở hàng từ bên đây nào ra tới sông Trinh Công sang cái sông Tre của Campuchia, rồi bắt đầu đưa lên bờ tập kết dùng cái đường bộ ở Việt Nam. Đấy, cái sông cũng rất quan trọng, đường ống xăng dầu nó có đánh phá để cấm thì xăng dầu không chạy được, thì chúng ta làm đường ống. Kiểu Hồ Siệu có viết cuốn sách là trong sông có lửa đấy, chúng ta làm cái đường xăng dầu của Trường Sơn là 1.960 km và dùng Trường Sơn là 1.500 km để bơm xăng dầu từ miền Bắc vào cho tới Bùi Thanh Mặc đấy, để mà vẫn chuyển xăng dầu chi viện cho thứ nhất là bộ đội Trường Sơn chuyển chi viện cho các chiến dịch, đặc biệt tức là trong cuộc tổng thi công của chiến dịch Trường Sơn ở miền Nam, chiến dịch Hồ Chí Minh hàng vạn xe ô tô và xe pháo, nếu không có đường xăng dầu thì không thể vận chuyển được, đã có đường xăng dầu. Đường Trường Sơn thì được gọi là huyền thoại. Đồng chí Đồng Sinh Nguyên nói là Trường Sơn huyền thoại, đường xăng dầu huyền thoại trong thời đại Trường Sơn. Rồi có một cái đường nữa là đường thông tin. Thông tin ban đầu chúng ta thông tin chúng ta dùng cái thông tin vô tuyến điện thôi, lấy thông tin chỉ đạo thôi, anh đấy máy anh dùng móc anh đánh dịch mã ra một vài mấy phiên thôi, không chỉ ghi được.
Sau đó thì được bộ tổng tư lệnh chỉ đạo cái đồng chí Nguyên giao cho bộ đội thống nhất Trường Sơn, chúng ta mở cái đường chiến trận 3.000 km hai hướng tây đông Trường Sơn để cho bộ tổng bộ tinh Trường Sơn này chỉ huy các cái sư đoàn, bộ tổng tư lệnh là nó chỉ huy các cái trung trường đặc biệt trong chiến dịch Hồ Chí Minh để tạo thành công. Đường thông tin cũng là huyền thoại, nhất là vĩ đại. Bây giờ có cả cái đường không, ban đầu từ năm 64 trước khi Nghĩa đánh phá là chúng ta dùng máy bay đáp không cho máy đồng hới rồi chở hàng sang thả cống về nào đấy, pháo các loại thì đài phát thanh giải phóng mà chúng ta chở sang nào bằng đường không đấy, rồi chúng ta đưa vào trên sườn hay là đường không. Đây là con đường của ông Nguyễn Đức Phương, đây là đóng ba nhà tư sản, thì được đại tướng có một nhát giao cho và đóng ba nhà tư sản để vào đóng ở năm nào giáp Campuchia đấy, thì mà chúng ta có mua cái lương thực thực phẩm của năm nào, sau đó chuyển sang Campuchia để mà mua lương thực thực phẩm, xăng dầu, thuốc men của cả Campuchia, cả Lào, cả Thái Lan, rồi cả cái quân Mỹ Sài Gòn nó bán lậu cho nước, nên là vai trò của ông Đức Phương đấy là rất nhiều cái tuyến đường Trường Sơn, gọi đường Trường Sơn vào đâu, nhưng mà nó có nhiều cái loại đường hợp thành chiến lược Trường Sơn, đường Trường Sơn thì chủ yếu trên đất. Vậy thì khi mà chúng ta